Bộ đồ bữa nay hết nhiêu? Chắc gần mấy? Triệu mấy? Trời ơi mệt đã. Trời ơi quý vị ơi, hồi nãy nghe cái bản phối của bé ba em bất ngờ, bất ngờ một. Chứ nghe tới tiếng của chị Anh nha, em bất ngờ tới 10 rồi. Chị ơi, cái bài nó thu 500 chắc ta biết là 4 triệu hả chị? Đúng rồi. Trời ơi, cái giọng quá trời con gái không nhận ra luôn. Rồi xin mời. Dạ, cho chị cảm ơn ạ. Vâng, hôm nay Anna cảm ơn bạn Thư Vũ của buổi đoàn bao ơi rất nhiều ạ. Nguyễn Thôi đã hỗ trợ cho việc trong tiết mục ngày hôm nay.
này. Dạ, cảm ơn chị thôi. Bây giờ xin mời ban giám khảo nhận xét nha. Lumi, chị Lumi. Dạ. Cỡ nào cỡ nào bỏ. Ê. Chào chị Anna. Thì tiết mục ngày hôm nay của chị Anna rất là đẹp. Em rất là thích bộ trang phục của chị. Và cái sự sáng tạo của chị Anna đây là trong bài hát là chị Anna hát mà em quên bản gốc của ca sĩ hát luôn mọi người. Ác quá gì trời. Thì chị Anna ơi, chị tập tiết mục này trong vòng bao lâu vậy chị Anna? Dạ, 1 tiếng rưỡi. Ồ, 1 tiếng rưỡi như nghĩa là xuất sắc rồi. Nói chung thì em cho chị về cái phần trang phục á, là em cho hết cái nắp của em cho luôn. Còn cái nắp là bao nhiêu ạ? Là 2 điểm 10 đó, trời ơi bộ đồ. Đây là hình tượng của yêu quái hả chị? Yêu quái. Có xin ra ban giám khảo có xin bộ đồ không ạ? Không, nhưng thấy hay quá là sao không xin? Nhìn chị Anna giống như là trong một cái chuyện cổ tích là mụ yêu tinh rồi mẹ trẻ. Ê, chẳng hát nào chị nói đây là một tiết mục của người mẹ và đứa con. Hát cái gì trời. Dạ, nói chung kịch bản của bài diễn của chị Anna rất là tuyệt vời và xuất sắc. Em chúc mừng chị đã thành công trong tiết mục của mình. Dạ, xin chúc mừng chị Anna một lần nữa nha. Cảm ơn Lumi, xin mời Lucy. Lucy. Thì thật sự là khi mà mở màn ra đặt qua mắt là cái giai phụ rất là ấn tượng rồi. Cái bài hát nó cũng rất là hay nữa, rất là hợp với cái màu của chị Anna. Nghe một cái là biết Anna liền luôn. Thì hôm nay thì em rất là gọi là ấn tượng. Tại vì không có ai nghĩ được là một người phụ nữ ôm 60 chị. Ê nghe, ê nghe bé nghe. Trời ơi, chị nhiêu tuổi nói thiệt đi. Chị 23. Trời ơi, má 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 23 là 23 là trước. 23 là chủ của con rồi má. Bà nội nó 45 rồi. 23 là 23 năm trước công nguyên á. Hồi làm chị 60 lận mà chị vô thẩm mỹ Lumi. Chị mới làm nhan sắc như vậy nè. Thẩm mỹ viện Lumi. Nhưng mà dạo này á, lo đi qua Nhật Bản nhiều quá làm cho chị xấu vậy nè. Thì hồi nãy chị Lumi, chị Lumi nói là trong cái cổ tích gì, cái chị cổ tích gì đó, mụ tên nhà bà trẻ hả? Sai rồi. Mọi người nhìn vô là cũng sẽ tưởng tượng là đây là hâm xà đúng không? Ừ. Không phải. Đây là hình tượng con trăn đầu người sóc trăn đó mọi người. Yeah. Bé ơi, mình còn nhỏ tuổi đó em ơi, mình đâu có thấp kính với người già như vậy. Không có, thôi sao mình nhận xét chị thôi nhưng mà. Bây giờ em nói về chuyên môn đi. Xí đi, đứng ở trong mà tức quá. Sao? Giám khảo kiểu kỳ vậy? Dù gì đi nữa, cái chú này cũng đáng tuổi cha tuổi chú mình. Rồi, con xin lỗi chú nha. Dạ, xin lỗi chú, hồi nãy chú nói 23 tuổi đúng không? Con nghĩ là 23 năm nữa là chú không có đẩy sinh nhật nữa, chú đẩy tiệc mừng thọ thôi. Nãy em mượn chị 100 ngàn á. Rồi, xui luôn. Trời ơi, đi gắp bài chứ nhục nhã gì má. Trời ơi, bạn nói 23 tuổi rồi, năm nay con trai bạn 23 tuổi rồi. Rồi, à, nhiều con trai lắm nha. Lucy hả? Thì nói chung là về cái phần trang phục em chấm cho chị là 10 điểm tuyệt đối luôn. Dạ. Yeah. Còn về vũ đạo thì em rất là ấn tượng nha. Những cái bê của chị rất là đẹp luôn. Thật sự em là chị là một trong những người mà em trông chờ nhất trong đêm nay luôn á. Chúc mừng chị đã hoàn thành. Dạ. Yeah. Chúc mừng chị nha. Xin mời anh Hiếu. Chúc mừng chị anh em. Đồ quá đẹp. Thì hai người đều khen rồi đúng không? Thì em xin góp ý nhẹ một chút. Chơi đi. Nhẹ thôi nha. Em cảm giác như chị chọn nhạc không có phù hợp. Dạ. Phát từ từ đi. Hồi nãy giám khảo Lucy nói thì cái nhạc nó rất hợp chứ chị Anna. Giờ đó nếu bạn bác lại. Thì mỗi người một quan điểm. Hợp lý. Không nói nữa. Ủa ai? Nói đi, năng nỉ. Chứ em thấy như tiết mục này là tiết mục trình diễn hơn là thi. Tại vì không có điểm nhấn gì hết. Không có điểm ấn tượng với em. Bộ đồ cho đủ nhắn sao à? Bộ đồ và thay trang phục sân khấu là hết rồi. Không có gì ấn tượng với em. Tại vì chị biết sao không? Tại vì em trông chờ chị quá nhiều. Em là fan của chị mà. Thì cái nơi của chị mỗi lần xuất hiện đó là nó dữ dội lắm. Nhưng mà đợt này thì chắc là do tập 1 tiếng rưỡi á. Tức là chú trọng về thời gian may đồ nhiều quá, không có thời gian tập á. Chị. Dạ, cái bộ đồ quá đẹp. Cảm ơn ban giám khảo ạ. Rồi xin chúc mừng về nha. Một xíu nữa mình xin được kính hỏa từ ban giám khảo nha. Chị Trinh và cảm ơn chị Na đó nha. Cảm ơn tiết mục của hội người cao tuổi nha. Trời ơi. Sao mà ác tập quá trời cái miệng, sao mà không có làm da non vậy trời. Đừng có tưởng là mấy chú